chiến sĩ đã để lại cái non sắt bên bờ lau dậy này. Bây giờ anh ở đâu? Bây giờ anh ở đâu? Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẳm, hay đã về bên kia phương trời miền viễn chiêm bao? Trên đầu anh cái non sắt ngày nào ấp ủ, mộng mơ của anh, mộng mơ của một con người. Ôi, nó khác chi mây trời hiền hòa, khác chi bốn mùa êm trôi, có tiếng cười thủy tinh của vài đứa trẻ và hơi ấm vòng tay ôm của một người vợ hiền. Phải thế không anh? Bây giờ trong cái non sắt của anh để lại bên bờ lau sậy này, chỉ có một con đánh hương mượn vũng nước mưa đọng trong đó làm hồ. Trong non sắt của anh bây giờ vẫn có đủ trời, vẫn mây hiền hòa trôi, và bốn mùa vẫn về, xuân muôn thuở dịu dàng, đông rét lạnh, thu khi sáng buồn, khi rực vàng nắng quái, hạ cháy lửa nung trời. Trong cái non sắt của anh mặt trời vẫn có đó, ban ngày và ban đêm, mặt trăng hoặc muôn muôn triệu triệu vì sao vẫn còn đó, tất cả vẫn còn đó, vẫn còn đó. Nhưng anh bây giờ anh ở đâu? Con ánh hương vẫn gọi tên anh trong mưa dầm, tên anh nghe như tiếng thở dài của lòng đất mẹ. Dạo tháng ba tên anh lẫn trong tiếng sóng đầu mùa mưa, nghe như tiếng gầm phẫn nộ đến từ cuối trời. Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái non sắt bên bờ lau sậy này, anh là ai? Anh là
À, Thịnh sư tử à. May quá, cậu mới về đó hả? À, trong tiểu đoàn của cậu có anh chàng nào tên Nguyễn Thiều gì xuống quân 70? Nguyễn Thiêu hay là Nguyễn Thiều? Trên 385421 70 385421. À có. Mà sao? Thế này, sáng nay có một con bé. À không, phải nói là một người đàn bà thì mới đúng. Chứ không phải một người đàn ông hả? Một thiếu phụ đến hỏi tên Nguyễn Thiều gì đó. Tôi đã phone đi các phòng và cho Trung Sĩ Bạch đi hỏi các nơi. KBC, quân số đều đúng cả. Mà không có ở đây, hiện ở tiểu đoàn của cậu đó. Không hiểu tên Thiều là tên nào, mà cô nàng đẹp, đẹp lắm, ngộ nữa. Không thể tin được tên Thiều nào ở tiểu đoàn cậu mà lại có người yêu tha thiết như vậy. Ông đừng tưởng bở, lính nó có nhiều thằng còn bay bướm hơn cả tướng đấy ông ạ. Không thể tin được, nếu bảo rằng đời cũng không thể được, mặt này lạ lắm. Cũng chưa thấy gì là lạ. Nhưng bà ta sinh ra mặt trận, lạ chứ. Thế thì có quyền lạ. Cậu biết mặt thằng Thiều không? Tôi cũng không nhớ rõ nữa, chỉ biết chắc rằng có tên đó, quân số đó trong tiểu đoàn tôi. À, trong trung đội 324 gì đó. Nhiều quá cả ngàn bộ mặt. Với lại có đứa nào còn thời giờ mà nhìn kỹ mặt đứa nào, phải gặp lại mới biết được. Thấy đương sự đâu rồi? Trong phòng đại tá điều hành đó. Thấy việc này khó giải quyết, tôi mới trình lên ông già. Ông già các ông sòm là mình đâm quản hồn. Sao ông đổi ý kiến? Cho mời vào phòng rồi. À, cậu về có việc gì đó? Về gặp người đẹp của cậu đây. Vậy thì vô. Bà này nhớ, chúng tôi không có thời giờ để tình cảm. Nếu bây giờ cứ ai sinh ra mặt trận để thăm người nhà, tôi cũng chấp thuận. Thì rồi sự thế sẽ ra sao? Nghĩ như tôi là một ca sĩ, một nhà báo hoặc nhiếp ảnh viên, dẫn thế ra mặt trận thăm các tiền đồn hoặc làm phóng sự. Tôi không có nhiều tưởng tượng, bà cũng không giúp tôi được gì. Tôi không thể chịu theo ý muốn của bà, vì tôi không thể vô nhân đạo. Đây, bà hãy nhìn rõ cái mũ sắt này. Nó đã cứu tôi thoát chết. Nó bằng sắt nha. Và cái đầu tôi cũng cứng lắm nha. Chứ cái đầu xinh đẹp của bà. Tôi sẽ đổi một cái mũ sắt. Không, tôi không thể chấp thuận cho bà ra mặt trận. Xin bà vui lòng cảm phiền. Cảm ơn đại tá. Lần sau tôi sẽ trở lại. Xin đại tá gọi tôi bằng cô như lời tôi yêu cầu. Kính chào đại tá. Cho tôi xin lại thẻ kiểm tra. Bà tên gì? Nguyễn Thị Mỹ Lan. Cảm ơn. Không dám. Hôm nay ông uống nhiều rồi, thằng nào lôi thôi ông đánh bỏ mấy ăn. Mời anh ra xe. Không. Yêu cầu anh cho xem giấy. Yêu cầu cho xem giấy xuất trại hoặc sự vô giấy. Anh có mang theo đó không? Không có. Vậy mời anh ra xe. Không nè. Nếu anh không chịu ra xe, bắt buộc chúng tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Ra mau. Mau lên. Bắt tô xanh. À không, cái này.
thôi mà mày. Đây là chỗ tôn nghiêm mà mày. Chà, đẹp quá. Thôi như muốn mít. Thôi, ta đã bảo thôi. Đừng có đọc kinh đó ở đây. Hai thằng kia. Thân chết tử đây rồi. Mày còn sống hả mày? Sống đây hả mày? À, tụi mày làm gì đây? Định mua trần hạng đeo hả? Mày sống thiệt hả thân sư tử? Trời ơi, trời ơi, chắc tao chết. Nàng đẹp dữ lắm. Đẹp dữ dội. Đẹp quá xa cỡ. Cái nhà là nhà của ta. Cái nhà là nhà của ta. Ông chú ông cha lập ra. Chúng ta hãy nhìn như lây. Muốn nằm lấy nước lau nhà. Cái nhà là nhà của ta. Ông chú ông cha lập ra. Chúng ta hãy nhìn như lây. Chị Mỹ Lan. Dạ, tôi định đi thẳng đến khách sạn để gặp chị đây. Ông đại tá của tôi đã đổi ý một nửa. Chị có thể ra mặt trận. Dạ, tôi không hiểu. Như thế có nghĩa là... Dạ, thưa chị, như thế này ạ. Có một phái đoàn báo chí vừa được phép ra ngoài đó. Mà sau khi tiếp xúc với chị, ông đại tá của chúng tôi có vẻ xúc động về việc chị xin ra ngoài mặt trận. Và đại tá đã tỏ vẻ siêu lòng. Thú thật với chị, tôi chỉ có vài giờ đồng hồ để làm mấy việc rất cần. Mà việc thứ nhất là tôi phải tạt về thăm bà cụ tôi. Kẻo hơn nửa năm tôi xa nhà, bà cụ nhà chắc héo người. Và để tranh thủ thời gian, xin mời chị lên xe đi với tôi ngay. Pian. Mời chị lên xe. À, xin lỗi chị, tôi xin tự giới thiệu, tôi là Đại Quý Thịnh. Mà chị cứ gọi tôi là Thịnh cho được việc. Tôi cũng xin phép chị xem chị như người nhà, cũng là trong đại gia đình quân lực cả. Dạ, cảm ơn Đại Quý. Ê, hai đứa mày ra ngồi sau. Đại Quý còn nhớ chúng em không? À, chết chưa. Tôi quên giới thiệu với chị, đây là trung sĩ Tân. Đây là trung sĩ Quý. Hai người bạn rất thân của tôi. Chả mấy khi gặp gỡ. Dạ, kính mời bà chị, mời Đại Quý vào quán cà phê bên đường để cho quý chúng em được hầu tiếp. Thôi thì cũng đành phải mất vài phút cho hai thằng quỷ này đã chị ạ. À. Dạ. Mẹ, lại quên súng mất rồi. Đồ Đại Quý bể bối. Quý, mày có thấy cái gì lạ trong tao hôm nay không? Tao chưa bao giờ uống cà phê. Thứ đồ uống của những thằng con nít còn thèm sữa. Tao chỉ uống rượu thôi, nhớ nhá. Nhất là hôm nay thằng Thịnh sư tử của tao nó chưa bị hạ. Tao mà uống cà phê cũng vì bà chị thánh thiện của mày đấy nhá. Amen. Coi chừng lỡ tay đuôi mắt bây giờ à.
tao không thể vô quán này được. Đưa chìa khóa đây. Xin lỗi chị, người đàn bà ăn cơm với lũ trẻ ngoài đường vừa rồi đó là vợ một binh sĩ trong tiểu đoàn tôi, vừa mới tử trận hơn một tuần nay. Nhờ trung sĩ cho hai em ngồi ở phía sau về trại Trần Hưng Đạo giùm cho. Hai em nào? Đại quý cho xem giấy xuất trại. Tôi không có giấy xuất trại. Tôi vừa từ mặt trận về để hướng dẫn một phái đoàn báo chí ra ngoài đó. Xin đại quý cho xem sự vụ lệnh. Còn bà này, trong phái đoàn báo chí. Cảm ơn. Hú hồn quá, về đây sao sợ mấy cha quân cảnh quá, nhất là khi mình lại nói láo. Sư tử chiến địa mà lại nói thế thì không biết phải gọi mấy ông quân cảnh là gì nữa. Quái, hai cái thằng quỷ biến đi đâu mất rồi. Đời nào họ lại trở lại để đại quý gọi quân cảnh một lần nữa. Tụi tôi sát cánh sinh tử với nhau, xem nhau như ruột thịt, mà đôi lúc cũng phải mạnh tay mới trị nổi tụi nó. Con ở nhà với mẹ đến bao giờ con? Con chỉ có 30 phút, tới 5 giờ rưỡi là con phải vào trại. Thôi vô đây với mẹ con, vô đây. À, mà nhớ con quá hả? Con về mẹ mừng quá hả con à? Mà cái lưng mày bầm như vậy nè. Sao vậy? Thì con bị nhánh cây rớt trúng. Chà thiệt khổ à. Cái thằng này như con nít vậy. Đâu à? Đứng dậy coi. Chà, mày cao như cây dừa vậy đó. Đây con, trong cái túi này đủ hết dầu gió, con cất đi mà xài, để đêm hôm sương gió lôi thôi lắm con. Thôi con đi nha má. Câu nói trên vành môi Việt Nam. Thank you.
băn khoăn cái nỗi gì. Tao nói chắc chắn nó là thợ đó. Thợ lắm, kiểu mồi dài lắm. Chứ làm chó gì mà có cái chị đàn bà đi yêu đương cái nỗi xông ra chiến địa thì mới năng ống. Sao mày gặp ai cũng cho là đười hết trơn vậy? Ít trong mặt mũi được lắm. Thơm lắm rồi. Thằng Quyền mà nó gặp chị nào không đười, nó cũng làm cho thành đười. Đó là chỉ số của tao mà mày. Em tới. Ê, Thịnh sư tử, mày xê ra cho tao nói chuyện với Mỹ Lan coi mày. Tối nay tôi đợi cô ở khách sạn phòng số 12 ha. Tụi bay vô trước đi. Tao lượn qua đặc khu một chút tao trở lại ngay. Chị quen với thằng Quyền à? Vừa rồi thằng Nam vợ nó nói gì với chị? Không, không có gì cả. Ông đại quý giờ rồi lầm tôi với một người khác. Dạ mời chị. Mày ôi quá. Thằng này là thằng mà tôi ghét lắm đây, sư mày. Có lẽ tôi là người đàn bà đầu tiên vào đây. Không đâu, trước chị đã có một người vào đây ở cho đến khi thằng Hải chối lên tường nằm. Hai đứa chúng mày đi đâu từ sáng tới giờ? Sư mày làm tao mất ăn thịt chó rồi. Cái thằng nó đấm mạnh như búa tạ. Chó. Chị có vẻ bình tĩnh lắm. Lẽ ra chị không nên vào chỗ này. Đại quý Thịnh đã cho tôi biết trước rồi. Tôi chỉ thắc mắc, không biết rồi đây đại quý giải thích thế nào cho bà cụ biết về chết bầm trên mặt đại quý. Sao mày lại giận tao? Mày còn hỏi tao câu đó nữa à? Buổi sáng này chỉ vì mày muốn đi với một con đàn bà, mày nỡ gọi quân cảnh hốt tụi tao đó. Mày lầm rồi thằng con nít ơi. Đàn bà, tao thù đàn bà. Cái ngày tao ở quân Lào, tao nằm trong đó 5 tháng. Có thằng bạn nào bỏ tao không? Vợ tao nó bỏ tao. Nó là đàn bà. Những cái cáng đưa người vào quân y viện, mày có thấy có con đàn bà nào nằm trên những cái cáng đó hay không? Toàn là được dựa. Đàn bà là cái thá gì? Mày không nên nói bậy. Hôm nay cóc chúng ta đang tiếp người đàn bà.
Kệ nó. Để tao nói cái này cho mày nghe nhé. Bàn tay nó có 5 ngón. Ngón út dùng để quấy tài. Ngón giữa dùng để làm máy tính. Ngón trỏ dùng để chỉ huy. Ngón cái dùng để kết hợp các ngón khác lại. Chỉ có cái ngón đeo nhẫn này là vô ích. Ấy thế mà nó lại được chát lên người phấn son. Được mang hột xoàn, kim cương. Đàn bà là cái ngón đeo nhẫn này. Mày là bạn tao. Mày không có quyền chạy theo đàn bà. Mày muốn kiếm thằng bạn rất khó. Nhưng muốn kiếm con đàn bà thì lúc nào mà chả kiếm được. Tao nói mày làm rồi. Người đàn bà mà tao kính trọng nhất bây giờ là ai? Mày có biết không? Là mẹ tao. Bà đã bỏ nơi yên tĩnh, thanh bình, hợp với tuổi già, đi theo tao, với tao ở đây. Một tỉnh đầy bất chắc, một nơi mà thời gian con người nằm, ngồi trong hầm trú ẩn còn lâu hơn đứng trên mặt đất. Thế mà tao chỉ về nhà có 30 phút để đến đây sống với chúng mày. Vậy mà mày chưa vừa lòng tao sao? Hờ Tân, mày chưa vừa lòng sao hả Quý? Tao xin lỗi mày. Tao đã trót nghi ngờ một thằng bạn. Tao không xứng đáng làm người nữa. Tao là con chó. Thôi mày. Cô Mỹ Lan này, tôi không hiểu tại sao cô lại đi làm một việc điên khùng, đi tìm một thằng thiêu nào đó trong cái thế giới đầy những thằng điên khùng này. Mày nói bậy rồi đó. Mày sai rồi, cầm mầm đi. Bỏ tay xuống. Mày là thằng mất dế, đi chỗ khác chơi. Chị Mỹ Lan không hối hận đã vào đây chứ? Không. Ai biểu mày đưa chị Mỹ Lan vô chỗ này? Chỗ này không phải là chỗ của đàn bà. Lẽ ra mày không nên đưa chị Mỹ Lan vô chỗ này. Ê, làm gì đó mày? Con bé nó còn ở trong cốc không? Con bé nào? Con Mỹ Lan. Mày hỏi đi làm gì? Trời ơi, sao mày ngu quá vậy mày? Hỏi để cung nó chứ để làm gì? Tại vì mày cả, tao mới đánh mày đau. Nhưng tại vì mày cả. Mày mà đụng tới Mỹ Lan, tao sẽ giết. Tao sẽ giết mày. Vừa vừa nha, đồ 15 bị mất rồi. Thằng Tùng, thằng Quang bị rồi. Chết rồi nha. Thằng Tùng của tao bị rồi hả?
còn nghĩa lý gì khi mà sự sống hôm nay chỉ là một cái chết mỏi mòn. Chết tức tử như một loài hoa cỏ dài. Tao nhìn xuống chân tao, đôi dài số tự bao giờ chụm lại. Tao nhìn xuống đời tao, 13 năm khởi đi bằng chân trái. Xuống trong tay đêm ngủ nhớ giờ kẹt. Xót quê hương nên từ bỏ sách đèn. 18 tuổi tao đã là lính chiến. Ông Trung Quý đưa cô về chứ không ở lại với cô à? Cô nói gì lạ vậy? Tôi chỉ sợ hai ông nhà binh chạm trán nhau. Có khách đợi kìa. Thôi, cảm ơn cụ. Cụ đi nghỉ đi. Để mặc tôi. Ủa, cô về hồi nào vậy? Chờ cô lâu quá nên tôi ngủ mất. Trong các bụi này có chút mày nào không Tùng? Ê Quý, mày điên vừa vừa với chứ. Tao cho mày 5 phút phải dẹp xong cái hôm này. Vào trình diễn tao. Tuân lệnh. Ừ.
Chị đã vào đây chưa? Chị thử vào đây xem, biết đâu đôi khi anh Kiều nằm đó mà vì tất cả chúng tôi, tất cả có thể làm anh Kiều với một người khác. Chỉ cần nhớ sai một con số. Chị nhớ chắc quân số của anh không? Nhớ. Chị muốn đi đâu cứ bảo tôi rảnh lắm, chị đừng ngại. Dạ. Chị Mỹ Lan, đại tá chấp thuận rồi, chị sẵn sàng kéo đi bất tử lắm. Khuya nay hay là sáng mai chưa biết lúc nào, hay là chị vào trong cốc luôn? Tôi muốn ở lại một mình tối nay. Tôi sẵn sàng, lúc nào đi cũng được. Thôi được, tôi về nhé. Tôi sẽ đón chị. Dạ. Về nhé. Chơi một vòng được không?
Đại quý đừng tìm cách tấn công tôi nữa. Tại sao cô còn nhận lời đi chơi với tôi? Đại quý đang mời. Magazine the girl in the dark glasses is with. With no magazine. You sure she doesn't work for any magazine company? Yes. You hear that? She doesn't work for any magazine. Maybe she's just traveling. Yes, maybe. She's looking for one of her friends down there. Trả lời anh Trần Văn Tính, KBC 34-25. Lan đã nhận được bài thơ anh đề tặng, cảm động lắm. Lan cầu mong Thanh Bình sớm về để anh Tính của Lan trở thành một nhà thơ. Trả lời anh Ngô Thành Du, KBC 47-28. Lan không chịu anh được. Anh làm Lan liên tưởng đến sương mù và gió lạnh nơi anh đang hành.
tôi là bà Mỹ Lan lại kẹt trong đơn vị đó. Không biết là Thịnh nó xoay trở bằng cách nào. Thịnh nào cũng sư tử hả? Sư tử thì làm gì ai? Sư tử và trâu rừng thì làm cái gì? Tao muốn làm một đại bàng, phải bay lên, phải đâm nhào xuống. Phải làm một cái gì? Phải làm một cái gì? Phải làm một cái gì? Ba nè. Mỹ Lan, chị có hối hận không? Không. Máy truyền tin hỏng rồi, ta không thể bắt liên lạc được với ai nữa cả. Nếu cầm cự được tới sáng thì mai ra thoát, bằng không thì... Tôi không hiểu chị chút nào hết. Tôi cũng không hiểu mẹ tôi. Nhưng bà cụ làm tôi tin tất cả mọi người. Tin gì tôi cũng không hiểu nữa. Nhưng tôi tin chị đi tìm anh Thiều thật. Mặc dầu với thành phần của anh, không đáng để chị hy sinh đời chị ở đây đêm nay. Chúng nó sắp tấn công nữa. Chỉ cầm lấy mà sử dụng khi cần. Tôi để lại chị cái áo cho đỡ lạnh. Tạm biệt Mỹ Lan, tạm biệt nhé. Sư tử chiến địa gửi lời chào biệt các anh. Các anh biết rồi. Chị chưa gặp anh Thiều à? Của Thịnh đó hả? Anh cho tôi tới thẳng nhà Thịnh. Thịnh gửi trả cái này cho bà cụ. Anh vào luôn với tôi, kẻ tôi không đủ can đảm. Cô chỉ tưởng chỉ có một mình chị không đủ can đảm à?
Vậy thì thành thịnh của tôi nó không có xài thứ này nữa hả cô? Chị Mỹ Lan. Anh Thiều về rồi. Chị nghe tôi nói gì đấy chứ? Vâng, tôi có nghe. Tôi nghe rõ. Anh mới về khuya hôm qua. Không ai biết gì cả. Tình cờ có người nhận ra quân số anh, báo tin. Chúng tôi cả đêm qua thức, chỉ mong sáng đi gặp chị. Tôi đoán anh Thiều về, nằm trên cáng, mặt phủ tờ báo. Anh, trong bọn anh em, kể cả anh nữa, anh Thiều giống ai? Chị nói gì tôi không hiểu. Tôi không biết mà anh Thiều. Chị không biết mà anh Thiều. Đây, giường số 24. Bà, y sĩ chỉ huy trưởng mời bà lên văn phòng. Tôi đã làm quen với những vết thương kỳ lạ nhất, nên trường hợp này cũng không làm tôi bỡ ngỡ. Cái làm tôi không yên lòng là cô. Tôi theo dõi công việc của cô, và tôi cũng là một trong số người tò mò muốn biết mặt người đã khiến cô dấn thân vào lửa đạn. Điều đáng buồn là chính tôi bây giờ cũng chưa biết mặt người anh hùng của cô. Tôi nói anh hùng là vì chiến công của anh đã đưa anh vào huyền thoại. Bác sĩ nó không thấy mặt. Vậy khi... Vâng, tôi cũng chưa được hân hạnh biết mặt anh, mặc dù chính tay tôi đã săn sóc băng bó cho anh. Không ai còn được hân hạnh biết mặt anh, trừ cô. Mặt anh ta đã bị phá hủy hoàn toàn. Tuy nhiên, xin cô chỉ nên hãnh diện. Chiến công của anh làm cho đất nước chúng ta đẹp mặt, quân lực chúng ta hãnh diện có một người lính như anh. Thank you.
Chị có thể cho tôi biết sự thật. Sự thật. Cô Mỹ Lan biết chơi đàn đó nữa à? Dạ không. Thú vui thứ nhì của tôi đấy. Đến đâu tôi cũng mang nó theo. Tôi còn một trò chơi nữa. Cô muốn biết không? Mời cô lại đây với tôi. Xem rồi đừng bảo tôi lắm cẩm nhé. Đây là thú vui thứ nhất của tôi. Cô có biết gì đấy không? Đây là những viên đạn, mảnh đạn mà tôi đã lấy từ người bị thương. Mỗi viên, mỗi mảnh là cả một lịch sử đây. Mời cô uống rượu. Hôm nay tôi mời cô Mỹ Lan lại đây vì một việc. Tôi là bác sĩ giải phẫu. Lời nói của tôi cũng làm đau đớn như công việc mổ xẻ của tôi. Cô chịu khó chút nhé. Cô là Kiều Lan, người giữ một tiếng nói hậu phương trong chương trình hàng tuần của đài vô tuyến truyền thanh. Biết cô là Kiều Lan không có gì là khó. Trung Quý Minh cho tôi biết một phần, tôi tự tìm biết phần còn lại. Trung Quý Minh cho tôi biết trước khi hắn chết, hắn tự tử. Cô không nên xúc động thái quá, có hại. Tôi và cô đã từng nhìn thấy nhiều cái chết. Cô vừa ở mặt trận về, tôi thì làm nghề này, một thứ đồ tể. Hắn tự bắn vào đầu 5 giờ sáng ngày hôm qua, để lại cho tôi một bức thư nhờ tôi giải phẫu cho cô. Hắn không biết gì nhiều về cô đâu nhé. Hắn chỉ biết mỗi một điều, điều đó đủ làm cho hắn tự tử. Hắn biết cô không hề quen biết gì anh chàng tên Thiều kia cả, nhưng mà cô vẫn ra tận chiến trường liều mạng sống để tìm yêu một người cô chưa hề biết mặt. Đó là một sự phi lý có thật. Con người chỉ sống bằng sự thật và chỉ hy vọng sự phi lý. Thế nhưng khi sự phi lý mà có thật thì phải nổ một phát đạn vào đâu. Mình chết phải. Đúng. Tôi chỉ không mấy bằng lòng về cách chết của hắn.
Tuy nhiên, không thể trách hắn. Hắn sẽ chích ngoạn mục nếu hắn còn chiến đấu được. Và chắc chắn chúng ta sẽ có thêm một vị anh hùng. Hắn sẽ ra đứng dầm mưa ngoài công viên cũng nên. Vì người ta phải đúc tượng cho những vị anh hùng. Hắn bị một viên đạn cắt đứt nghiến bộ phận cần thiết của một người đàn ông. Chính tay tôi giải phẫu cho hắn. Và rồi hắn được xếp vào loại phê binh, được giải ngũ. Nhưng hắn không về, chỉ vì ở nhà có một người con gái mong đợi hắn. Chỉ vì hắn biết, dù yêu hắn đến mức nào, người con gái đó cũng bỏ hắn. Phải bỏ hắn. Hắn không muốn nhìn sự thật đó. Hắn không tin trên cõi đời này lại có một thứ tình yêu, siêu tình yêu. Nhưng điều này lại có thật. Sự phi lý đã trở thành một sự thật. Và chính cô là sự thật phi lý đó. Có thể nói, bây giờ Minh nó mới thật sự thất tình, mới thật sự tuyệt vọng. Tuy nhiên, đây là một sự tuyệt vọng chứa chan hy vọng. Cô thử đọc những hàng chữ cuối cùng mà hắn viết. Linh hồn tôi thoải mái đi về bên kia thế giới. Tôi tin có tình yêu. Tôi tin có tình yêu. Tôi tin có tình yêu. Bác sĩ, cho tôi được nhìn mặt Minh lần chót. Không nên. Đạn côn 45 bắn vào màng tang coi không đẹp mắt đâu nhé. Hình như hắn muốn xóa bộ mặt của hắn để cô lẫn lộn hắn với anh chàng không còn mặt kia. Cô có nghĩ như tôi không? Có thể lắm. Có thể lắm nhé. Bằng kính lại thì Minh có thể được cô lầm là anh chàng kia. Minh sẽ được yêu. Hắn chỉ cần có thế. Tất cả mọi người bằng kính lại đều có thể là anh chàng thiều nào đó. Kể cả tôi. Nếu bây giờ tôi bằng kính hắn lại như thế, chắc chắn hắn sẽ khoái chí, cười sằng sặc. Tôi cần nói cho cô biết trước nha. Anh chàng kia sẽ sống, sống như tôi, như cô bây giờ đấy nè. Nhưng khi tháo băng ra, hắn chỉ là một thứ quái vật. Mặt mũi hắn sẽ ghê tởm, nhầy nhụa, nhức giải không còn mô để giữ lại. Sẽ nhầy nhụa. Điều này bác sĩ đã cho tôi biết ngày đầu tiên rồi. Cô Kiều Lan, tôi cần biết rõ lý do nào đã khiến cô dấn thân vào trò đùa ghê tởm kỳ quái này. Làm sao cô biết anh chàng kia? Tôi muốn nói, bằng cách nào cô có sự liên hệ với anh chàng ta? Bằng cách bắt thăm. Tôi đã bắt thăm trúng anh Thiệu. Trong số mấy trăm cái thơ các anh đã viết cho tôi, và tôi đến đây. Căn cứ vào KBC, quân số, tìm
Người ta bảo anh ấy ở ngoài mặt trận thì tôi ra mặt trận. Chỉ có thể. Mục đích của cô? Mục đích của tôi? Tôi đã thề sẽ lấy làm chồng người mang số tôi bắt thăm trúng. Bất kể người đó là ai, đuôi mù, sức mẹ hay lành lặn, ngu dốt, đần độn hay giỏi giắng, thông minh, trung, nam, bắc hay người thiểu số, bất kể người đó là ai, miễn người đó là một chiến sĩ đang cầm súng chiến đấu cho quê hương Việt Nam của tôi. Tại sao? Tôi không biết nữa. Những lời thề thường xuất phát từ tâm cam sâu thẳm, cõi u minh, cõi huyền bí của tâm hồn. Tôi chỉ biết đã thề tôi sẽ giữ lời thề. Cô Mỹ Lan, mời cô ra ngoài này. Cô giữ một tiếng nói hậu phương được bao lâu rồi? 6 năm. Từ năm tôi 20 tuổi. Cô kể chuyện tôi nghe đi. Cô đang làm tôi trẻ lại như hồi còn thích nghe chuyện thần tiên. Đầu tiên là vì tôi yêu một người. Hai đứa còn đi học. Hẹn nhau học xong rồi chiến tranh. Anh ấy vào không quân, tử trận. Nghề làm tiếng nói hậu phương do anh mà có. Dạo đó mỗi lần anh đi bay, tôi ở nhà làm như chết rồi. Anh khuyên tôi để làm một công việc gì cho khuây khỏa, nhưng có giọng tốt. Người ta mời tôi với một tiếng nói hậu phương. Công việc khiến tôi cảm thấy luôn luôn được theo dõi anh mỗi khi anh đi bay. Anh tử trận. Tôi vẫn làm công việc đó. Việc quen rồi. Đã trở thành một cái nghề. Cô không yêu một người nào khác nữa sao? Hình như có, hình như không. Hình như người con gái chỉ yêu có một lần. Hình như anh ấy làm cho tôi không còn thấy ai là người yêu nữa cả. Tôi đã thử nhiều lần, khá nhiều, nhưng họ chỉ làm tôi thất vọng, đôi khi làm tôi khinh bỉ. Cái gì làm cô đi đến giải pháp bắt thăm? Trên bàn làm việc của tôi lúc nào cũng có hàng ngàn thơ của các anh chiến sĩ gửi đến. Một hôm buồn, tôi nảy ra ý kiến đó. Dù sao tôi cũng phải lấy chồng như các người khác, phải không bác sĩ? Cái gì làm cô một hôm buồn? Chuyện không đáng nói ra.
chuyện làm tôi khinh bỉ. Lẽ ra tôi phải tiếp cô ở một nơi nào khác, chứ không phải ở đây. Không phải ở đây. Nhưng có lẽ tôi méo mó nghề nghiệp. Tôi cần có một không gian, không gian của tôi, để nói với cô câu chuyện tôi phải nói. Cô phải trở về để chấp nhận đời sống của cô. Dù phũ phàng đến đâu, nó vẫn là đời sống thực. Đời sống của con người. Mà cô là người. Này da thịt, này mắt môi, này tim còn đập trong lồng ngực. Cô chưa phải là một cái xác chết. Cô cũng chưa phải là một bà thánh. Hãy nghe tôi, kẻ nào tưởng mình là thánh sẽ bị đọa đày khốn khổ trong thế giới của loài người. Cô đã thề. Con người không thể sống dưới một lời thề. Phí phạm hết sức. Lời thề làm cho con người trở thành một cái xác ướp. Cô Kiều Lan, cô nên nhớ rằng cuộc đời không phải là một lăn tẩm. Không, Kiều Lan, cô hãy tỉnh lại. 6 năm đọc thơ, trả lời thơ chiến sĩ, nó làm cô bị thấm độc, bị hôn mê. Cô phải thấy rõ, cô không thể lấy một anh chiến sĩ mà có thể giải tỏa được món nợ tưởng tượng của cô đối với cả triệu người đang chiến đấu. Thực tế hơn nữa là cô không thể lấy một người cô không hề yêu, không thể yêu. Tình yêu nó thực tế, nó đòi hỏi những điều kiện rất thực tế. Cô không thể hôn một người không có môi, nhớt rãi luôn luôn nhầy nhụa. Cô không thể ấp ủ một người không có tay vì cô sẽ có cảm giác như mình ôm một gốc cây. Cô sẽ bị cô độc vô cùng với một người bạn đời luôn luôn im lìm. Và đó là sự thật. Sự thật đó, hãy nhìn thẳng vào nó. Nếu cô không nghe lời tôi thì một là cô ngu xuẩn điên rồ, hay là cô giả dối đáng sợ với chính cô. Hãy nghe lời tôi, trở về đi. Hãy trở về. Hãy trở về.
Chị My Lan về rồi. Đi đâu lâu dữ, lâu quá không gặp mặt mày nữa nha. Mỹ Lan đi nè. Trời ơi khiếp, đi đâu mà mất đi đâu đây lâu dữ vậy? Đi đốp tụi nhà băng đó mời. Ta cũng đi vào caravan này. Tao tưởng mày thủ tiêu Mỹ Lan rồi chứ. Mỗi viên mỗi mảnh là một thảm sử mà tôi tin chắc không ai đủ can đảm để nghe kể lại từ đầu. Chiều nay đơn vị tôi đóng quân ở một làng thượng bỏ hoang, mưa sơn cước buồn lạ. Tôi nhớ nhà quá, không hiểu giờ này mẹ và mấy em tôi có buồn như tôi không. Chị sẽ hỏi tại sao tôi không viết thư hỏi mẹ và em tôi, thay vì viết cho chị lẩm cẩm như thế này. Chỉ vì chị Kiều Lan à? Chỉ vì tôi không biết giờ này mẹ và mấy em tôi ở đâu, lưu lạc nơi nào. Tôi chỉ còn mỗi mình chị để viết thư. Tôi chỉ còn mỗi mình chị là người quen trên cõi đời này. Cho tôi xem hồ sơ số 18. Dạ đây. Cảm ơn. Nhắc lại, hoặc là cô đã điên, hoặc là cô đã giả dối vô cùng, giả dối đáng sợ, đáng kinh tởm, vì cô đã giả dối với cả chính cô. Có thể cả hai. Tôi không thể hiểu nữa. Có một điều tôi cảm thấy rất rõ ràng là ở đây tôi thấy yên ổn, thoải mái, gần như có hạnh phúc riêng lẻ của tôi.
rảnh viết cho cái thư. Thầy ơi, đại biểu. Đọc dùm cho cái thơ. Bình thân quý, em vừa sanh con gái, con giống mình như tạc. Em đặt tên con là Xuân, để kỷ niệm mùa xuân vừa rồi mình về thăm em. Hãy thầy thôi lớn. Thôi cô, cho tôi xin lại cái thơ để ngày mai đọc tiếp. Nếu đọc hết ngày mai còn gì để mà vui. Cô Mỹ Lan. Dạ. Tại sao cô nhận tôi là người nhà của cô? Vì một lời thề, vì một lần nào đó anh đã than thở mà tôi đã nghe thấy. Tôi không hề than thở. Có một lần tôi chỉ viết một bức thơ gửi đi cho một người con gái không biết mặt. Anh viết, năm nay tôi 19 tuổi. Đại khái cũng có một mẹ già, một quê nhà, một mảnh vườn mà mẹ tôi trồng mướp, vào mùa thì khoai, mùa thì bắp, đại khái như thế. Nhưng chỉ cần một viên đạn là tôi mất tất cả, cho nên vẫn kể như tôi chẳng có gì ngoài một cây súng trên tay và sự cô độc trong lòng tôi. Năm nay tôi 19 tuổi. Lần đầu tiên viết thơ trong đời cho một người con gái tôi không quen biết. Để mà nói, tôi cô độc. Tôi cô độc. Cô độc. Ký tên Nguyễn Thiều, khu bưu chính 00394. Phải thế không anh? Cô chính là Kiều Lan. Đúng. Trời ơi, giá mắt tôi chưa mù. Tôi muốn nhìn mặt cô, người con gái đầu tiên tôi viết thơ trong đời. Cô nói về một lời thề. Cô đã thề như thế nào? Thôi, không, không. Cô đừng nói gì cả. Không còn cái gì của loại người dính dáng đến tôi nữa. Kể cả lời thề, kể cả cô Mỹ Lan hay Kiều Lan. Cô Kiều Lan xa xôi trong kiếp người của tôi ngày trước. Tôi bây giờ là một con quỷ. Rồi cô và loài người của cô sẽ gọi tôi như vậy. Bởi vì trong đống da thịt bảy ngày này của tôi biết nói tiếng người, biết ham muốn, hy vọng như loài người. Và đó là một điều ghê tởm đối với cô và loài người của cô. Không, không, tôi vẫn coi anh là người. Anh vẫn là người. Tôi muốn nghe một câu chuyện gì vui, vui cho ngày mai của tất cả mọi người, cho cô, cho tôi. Chuyện gì cũng được, miễn đừng có chiến tranh trong đó. Cô có thể bịa đặt, tùy cô. Cô Kiều Lan, cô vẫn ngồi bên tôi đó chứ? Sao cô im lặng? Tôi có quyền được hưởng một chút hạnh phúc, dù là bịa đặt chứ? Cô vẫn nhất định tôi còn là người cơ mà. À, anh này, anh không cho tôi viên đạn nhỏ. Bây giờ người ta cho tôi viên lớn hơn. Xin bác sĩ cảm phiền, tôi chỉ còn mỗi vật đó làm kỷ niệm. Để về già,
Tôi kể chuyện chiến tranh cho con cháu mà có tang vật làm tin. Thế chương trình của anh như thế nào? Nghĩa là khi xuất viện anh sẽ làm gì? Thưa, bây giờ tôi về thẳng quê tôi. Tôi cày ruộng. Tôi sẽ làm quen với chân này. Nhà tôi và các cháu nhỏ sẽ giúp tôi. Ừ. Nói phép. Cày thử coi. Thôi thôi. Khá lắm. Khá lắm. Trình trung tá của hai vị sĩ quan công binh đây muốn gặp trung tá có việc cần gấp. Chúng tôi kính trình trung tá, hiện chúng tôi cần một chuyên viên gỡ mìn gấp. Vì giờ rồi có một quả bom rơi xuống khuôn viên của chúng tôi mà tất cả các chuyên viên đều đi công tác. Gõ nhầm cửa rồi các bạn ơi, tôi chỉ biết đùa với các viên đạn cỡ nhỏ thôi. Còn các anh bạn ở trong nhà tôi đây đều đã ứng các thứ đó. Thưa trung tá bác sĩ, ở đây có một chuyên viên gỡ mìn rất giỏi, trước ở cùng đơn vị chúng tôi biết. Trình trung tá, tôi có biết một hạ sĩ quan chuyên viên gỡ mìn rất giỏi, trung sĩ Định hiện nằm ở trại 3, tôi có thể đưa trung tá và hai vị sĩ quan đến gặp anh ấy. Đây. Trung sĩ Định, chúng tôi cần bàn tay của bạn. Trái bom rơi hồi nãy sẽ nổ trong vài phút nữa nếu bạn không ra tay. Mấy anh em chuyên viên trong đơn vị mình hiện không có mặt, việc gấp lắm, xin bạn giúp cho. Bạn vui lòng giúp cho. Tôi sẵn sàng. Cứ như thế này. Cứ như thế này. Xin phép bác sĩ cho tôi nhờ giữ hộ vật này. Khi trở về tôi sẽ xin lại.
Cô có muốn xem lại mặt anh Thiệu không? Chúng tôi sẽ tháo băng ra. Không, cảm ơn, tôi không thấy cần. Cô đã nói gì với anh Thiều? Tôi chỉ nói tôi yêu anh ấy và tôi sẽ lấy anh ấy làm chồng. Nếu mắt tôi không thể chịu nổi hình hài ghê tởm quái vật của anh ấy, tôi sẽ hủy đôi mắt tôi. Không hiểu anh ta có nghe được điều đó hay đã đi trước đó. Không rõ. Cô đi về đâu? Tôi đưa cô đi. Dạ. Anh là ai?